chào mừng các bạn đến với Ben Channel. Vậy là cuộc chiến giữa những kẻ mạnh nhất lại tiếp diễn rồi. Cả Kassimo và Sukuna đều lộ diện trạng thái mạnh nhất của mình đã tăng độ hấp dẫn cho trận chiến. Thế nhưng có vẻ như là thầy Gojo của chúng ta vẫn là ứng cử viên xứng đáng nhất để đứng ngang hàng với vua nguyền hồn Sukuna. Kassimo tuy đã thỏa mãn với hình thái tuyệt đẹp mà Sukuna đã thể hiện trước mặt ông, nhưng dường như thực lực của thần sấm chớp là không đủ để đứng vững trên đỉnh cao sức mạnh cùng với vua nguyền hồn rồi. Ngoài ra đến chắp này thì mình cảm thấy khá chắc chắn là không còn phép màu nào cho ông thầy dí dố được quay lại nữa. Vậy nhưng thầy đi thì vẫn còn người học trò tiềm năng ở lại để cứu vãn tình thế. Giờ đây khi dường như Kassimo đã bị hoàn toàn áp đảo bởi hình thái nguyên thủy của vua nguyền hồn, thì phe Yuji quyết định đối đầu với Sukuna bằng quân số của mình. Luật sư Higuruma cùng lãnh địa đặc biệt của mình sẽ góp sức đánh bại vua nguyền hồn. Không những thế, Hakari có vẻ như đã thắng thế trước nguyền sư của đại Uraume để cùng đàn em của mình Yuji Itadori gia nhập vào cuộc chiến giữa những kẻ mạnh nhất. Không lâu đâu thôi sẽ là lúc để nhân vật chính của chúng ta tỏa sáng. Những bí mật về thuộc thức của Yuji sắp tới cũng sẽ được tiết lộ. Vậy thì phe Yuji sẽ phải đối mặt với sức mạnh quái vật nào từ Sukuna khi mà nó hoàn toàn áp đảo Kassimo, dù cho ông đã bật thuộc thức một lần của mình? Hãy cùng tìm hiểu trong video spoiler ngày hôm nay nhé. Sau khi Gojo Satoru kích nổ thành công hư thức tử vô hạn, thầy đã thành công đả thương Sukuna tới mức độ không thể phục hồi bằng phản chuyển thuộc thức thông thường. Thế nên khi giao chiến với thần sấm chớp Hajime Kassimo, vua nguyền hồn đã phải gọi đến sự giúp đỡ của Uraume để lấy thần vũ giải, mang một cơ thể từ thời đại hoàng kim Heian để giao chiến với chú thuật Kassimo. Sukuna cùng một vũ khí mang sát thương trùng với thuộc tính chú lực của Kassimo là ở dạng sấm, và đồng thời khôi phục lại thân thể khởi nguyên của mình để chiến đấu với trạng thái huyễn thú hổ phách từ thần sấm chớp. Cơ thể ngàn năm này của vua nguyền hồn là hiện thân của sự tái sinh và là hình thái thực sự của vua nguyền hồn. Khởi đầu chap 238, chúng ta được chiêm ngưỡng uy lực khủng khiếp mà hắn sở hữu thông qua lăng kính góc nhìn đặc biệt từ Kassimo. Người dẫn chuyện bắt đầu mở chương 1 bằng một chương vô cùng thú vị khi mà phân tích cơ thể của Sukuna, và như được thấy trước mắt thần sấm chớp là một vẻ đẹp tuyệt đối của vua nguyền hồn, một sức mạnh hoàn thiện mang cả cái ác lẫn sự vượt trội của một nguyền vương đáng sợ. Tâm nhìn cường hóa của Kassimo được thực hiện dựa vào trạng thái huyễn thú hổ phách, có thể cảm nhận rằng Sukuna không phải chịu bất kỳ tổn thương vật lý nào dù cho đang mang một cơ thể đột biến, khác với Kassimo đang dần đi đến giới hạn của con người. Không những thế, dù không có tầm nhìn X-ray đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể dễ dàng nhận ra vua nguyền hồn có đến 4 tay, có nghĩa là khi dùng hai tay kết ấn để thi triển các chiêu thức phức tạp và mạnh mẽ hơn thì hai tay còn lại vẫn có thể được dùng để chiến đấu trực tiếp với Kassimo. Chưa hết, giữa bụng của vua nguyền hồn còn hiện ra một cái miệng to tướng có thể dùng để niệm chú mà không sợ hết hơi, một hình thái hoàn hảo để chiến đấu với bất kỳ đối thủ nào. Người dẫn chuyện nhắc lại chiến tích của vua nguyền hồn ở thời Heian, thời kỳ hoàng kim của chú thuật. Với thần vũ giải và một vũ khí hình cây đinh ba chưa xuất hiện, vua nguyền hồn dễ dàng băm nhỏ binh đoàn nhật nguyệt tinh tiến của gia tộc Fujiwara và ngũ hư tướng ra thành hàng trăm mảnh. Không những thế, quân tinh nhuệ của gia tộc Sugarawa và cả những thiên thần của tộc Abe cũng bị vua nguyền hồn đẩy lùi. Gia tộc Sugarawa chính là gia tộc tổ tiên của cả Gojo và Yuta, nơi mà tất cả các thành viên đều sở hữu sức mạnh chú thuật đỉnh cao thời đó và được huấn luyện để trở thành những chiến binh. Tuy nhiên, tất cả vẫn là chưa đủ trước vị vua của những nguyền hồn. Hình thái của Kassimo giờ đây cũng đã đạt tới cảnh giới mới, chú lực đã phủ lớp năng lượng cường hóa lên khắp cơ thể của Pikachu. Không rõ là biểu cảm hiện tại của Kassimo là phấn khởi hay lo sợ, hoặc có thể là cả hai, khi mà vua nguyền hồn đang tỏa ra sát khí vô cùng khủng khiếp. Hắn ngậm thần vũ giải vào miệng rồi chuẩn bị sử dụng đến cả bốn cánh tay để giao chiến với Kassimo. Hắn tốc biến tới vị trí của Pikachu rồi áp đảo ông bằng tốc độ thần sầu của mình. Rõ ràng là độ linh hoạt chênh lệch từ lúc Kassimo hóa huyễn thú hổ phách giờ đây đã chuyển qua hết cho vua nguyền hồn. Kassimo không thể nào bắt kịp với bốn cánh tay liên tục ra đòn vào cơ thể của ông. Kassimo bị đấm văng đi, nhân lúc đó ông lùi lại, vận công và chưởng một làn sóng xung kích cực mạnh về phía Sukuna. Hiện tại, Kassimo đã dùng đến con mắt thứ ba mọc trên trán. Có lẽ đây là hình thái cực hạn mà Kassimo đã có thể đạt đến rồi. Nhưng vua nguyền hồn không hề có ý định né đòn. Với cái miệng thứ hai dưới bụng, Sukuna niệm chú cho một đòn chạm kích đã học được từ Mahoraga. Ngay lập tức, chiêu thức đã từng lấy mạng Gojo Satoru lại một lần nữa xuất hiện. Nó cắt qua thực tại ngay trước mặt, cắt qua cả tia xung kích của Kassimo. Tuy đã cường hóa tốc độ phản xạ bằng huyễn thú hổ phách, nhưng Kassimo không thể nào né kịp đòn chạm kích khủng khiếp đó. Thấy Kassimo phải chật vật sau khi bị thương bởi đòn tấn công, vua nguyền hồn bắt đầu giảng đạo về những câu hỏi kiêu ngạo mà Kassimo đã hỏi từ chắp trước. Hắn nói rằng một con ngốc đã cố chỉ mình cách để tìm thấy tình yêu trên cái đỉnh cao sức mạnh này. Cô ta tưởng rằng ta đang cô đơn vì không có ai ở cùng tầng mây với mình. Bây giờ thì Kassimo đang bày tỏ cảm xúc ấy cho Sukuna nghe, thì hắn mới nghĩ đúng ra Yoruzu phải
gặp Gojo hay Kasimo mới đúng. Vua Nguyên Hồn không cần nhắc tới cảm xúc tầm thường đó. Kasimo đang phải định hình lại tình huống hiện tại. Ý người muốn nói là gì? Sukuna giờ thần vũ giải lên, chuẩn bị tấn công để xem thử người có thực sự mạnh hay không. Hắn giáng một tia sét xuống vị trí của Kasimo. Tuy thần sấm chớp không hề hấn gì trước sát thương, nhưng đó chỉ là để vua Nguyên Hồn che mắt Kasimo. Hắn lao nhanh ra phía sau Kasimo, chưa kịp phản ứng, Kasimo đã bị Sukuna tóm lấy hai tay, rồi bất lực lĩnh liên hoàn đấm từ hai tay còn lại của Sukuna. Trọng thương nặng nhưng vẫn kịp thủ thế, thì Sukuna đã quật Kasimo thật mạnh xuống đất rồi ném đi. Kasimo ngỡ như cơ hội phản đòn đã đến, giương tay tụ lực bắn xung kích phản công, nhưng rồi trước mặt ông là tấm lưới chạm kích xuyên thực tại, làm sao mà né được đây? Vậy là điều gì đến cũng đến. Kasimo chuyển qua mod hồi tưởng, hình ảnh một ông già với mái tóc Pikachu hiện lên, lại là một phân cảnh tưởng tượng giống như của thầy Gojo. Trong đó, Sukuna cũng xuất hiện để Kasimo không cô đơn trước lúc ra đi. Có vẻ như vua Nguyên Hồn xem cách mà hắn hạ sát những kẻ yếu hơn mình chính là lòng dân từ duy nhất mà một kẻ mạnh có thể thực hiện. Có biết bao nhiêu kẻ đã thách thức sức mạnh tuyệt đối ở thời đại của ngươi? Chẳng phải đó đã là điều toại nguyện nhất để chứng minh vị thế của bản thân rồi sao? Ngươi tìm kiếm người có đủ tư cách để đứng cùng mình trên đỉnh cao, nhưng chẳng phải với tư cách là người mạnh nhất thì ngươi đã có tất cả sự mến mộ trên đời rồi hay sao? Kasimo dường như vẫn còn vương vấn khi không hiểu tại sao bản thân đã là thực thể mà loài người không thể nào hiểu rõ được. Kasimo bật cười và hỏi lại, ngươi thật sự suy nghĩ rập khuôn như vậy sao? Vua Nguyên Hồn đã trả lời một cách dõng dạc, ta tận hưởng loài người theo cách riêng của ta. Ta tuy mong manh dễ vỡ nhưng lại rất đa dạng. Ăn và chơi đùa với các ngươi, dù chỉ trong một khoảnh khắc cũng đủ để lại trong ta một cảm giác gì đó rồi. Khung cảnh dần khép lại, dường như tâm trí Kasimo đã biến mất. Nối chân Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất thời Edo, Hajime Kasimo bại trận trước Vua Nguyên Hồn, quay trở lại với thực tại, kết giới giam giữ Uraume vỡ ra. Vua Nguyên Hồn không biết đã thỏa mãn với màn trình diễn của Kasimo hay chưa, nhưng hắn vẫn nở nụ cười chào đón nhóm Yuji. Hakari Kinji vừa mới hoàn thành lãnh địa của mình cùng Uraume và rất có thể anh đã nhanh chóng kích hoạt trạng thái vô hạn chú lực. Uraume có vẻ vẫn bình an vô sự, nhưng gương mặt của hắn thì không được vui vẻ cho lắm. Tiếp đó là khung cảnh xuất hiện hoành tráng của nhân vật chính Yuji Itadori cùng luật sư Higuruma. Nam chính của chúng ta dường như đã cường hóa bản thân với hai cánh tay hoàn toàn mới. Chú thuật sư công lý thì mang theo một cây búa với khả năng bá đạo, từng giành 100 điểm ở tử diệt hồi du. Giáp tiếp theo, Hiromi Higuruma và Yuji Itadori sẽ tham chiến. Vậy là kết thúc cho cháp 238 tuần này. Có vẻ như thần sấm chớp Kasimo đã không đạt được kỳ vọng của người hâm mộ rồi. Cháp này sẽ tiếp tục là diễn biến tâm lý của những kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của sức mạnh, vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời cho sự cô đơn của nó. Vẫn chưa chắc chắn rằng chú thực sự mạnh nhất thời Edo có ra đi vĩnh viễn hay chưa, nhưng phân cảnh tưởng tượng của ông cũng na ná giống như thầy Gojo rồi đấy. Dù gì thì ngay từ khi bước vào trận chiến với Sukuna thì khán giả của chúng ta cũng biết rõ rằng sớm muộn gì thì chú thực sự cố đại cũng nhận thất bại. Tuy nhiên, với những gì mà Hajime thể hiện, đâu đó chúng ta cũng dành cho ông cụ Pikachu này một sự ngưỡng mộ khi mà đã dũng mãnh chiến đấu để đại diện cho chiến binh mạnh mẽ nhất thời đại của mình. Hajime Kasimo mặc dù xuất hiện không quá nhiều trong các chấp truyện, ấy thế nhưng sức mạnh và độ gan dạ của ông cũng khẳng định được giá trị thực sự của một kẻ đơn độc trong chính sức mạnh to lớn của mình. Chi tiết là ông đã phải ngã mũ quá sớm. Thêm nữa thì mình tin rằng chiến lược ra trận lần này có vẻ như đã được sắp xếp, và có khi là cố tình để sắp xếp thành một chiến lược như thế để nhằm tiêu hao hoặc cơ bản là bào mòn nhiều nhất sức mạnh của Vua Nguyên Hồn. Và khi mà những kẻ mạnh nhất ra đi như Gojo và Hajime thất bại lúc này, thì nhóm Yuji cũng nhanh chóng tham chiến. Nhắc tới thầy Gojo thì dường như ông thầy dĩ nhố của chúng ta chính thức đi bán muối mất rồi. Không biết tới đây thì sự lạc quan của fan thầy Gojo có còn hay không, nhưng nhiều học trò và đồng đội của ông thầy vẫn chưa xuất hiện đâu đấy. Thực sự thì thời điểm này hồi sinh sẽ là một điều vô cùng nhàm chán, cho nên mình nghĩ rằng tất cả sẽ thay phiên nhau hợp sức để đánh bại Vua Nguyên Hồn, còn nếu không thì Sukuna chính là nhân vật chính mới đấy. Vẫn còn đó chú thuật sư được so sánh như Gojo thứ hai là Yuta Okosu vẫn còn chưa ra trận, rồi Maki cùng thiên dữ chú phượt của chị Đại nữa. Với phản xạ và cả ly hồn kiếm của cô thì có lẽ sẽ tìm ra cách để đánh bại được tên trùm cuối này phải không? Và từ chấp trước chúng ta đang mong đợi pha combat đỉnh cao giữa Uraume và Hakari, nhưng có lẽ hắn cũng chỉ là một bước đà để Hakari kích hoạt trạng thái vô hạn chú lực mà thôi. Sắp tới đây, Uraume sẽ quay lại bên Vua Nguyên Hồn để đối phó với những học trò của thầy Gojo. Ngoài ra thì đây sẽ là một đối thủ khó chịu khác để khiến Sukuna phải gặp khó khăn khi thuật thức của Higuruma có khả năng loại bỏ tất cả các đòn tấn công bạo lực từ đối thủ. Phải chăng Higuruma sẽ giúp cho phe Yuji giành chiến thắng bằng sức mạnh công lý? Và như đã thấy thì Yuji giờ đây đã có một bộ móng vuốt hoàn toàn mới.
chưa rõ là xuất hiện từ đâu, nhưng theo mình đoán thì có lẽ cậu đã nuốt ngón tay cuối cùng của Sukuna, hoặc thậm chí đó có thể là sức mạnh cường hóa từ anh em chú thai cửu tướng đồ nữa. Đây có lẽ sẽ là lúc thích hợp nhất để nhân vật chính của chúng ta bộc phát thực lực của bản thân. Trận chiến hiện tại có lẽ còn mang tầm cỡ hơn cả sự kiện Shibuya, khi mà hàng loạt những mất mát đau thương xảy ra thì nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa thể bộc lộ hết tiềm năng của mình. Đây là vận mệnh của loài người đang lâm nguy, thì còn cơ hội nào tốt hơn cho Yuji tỏa sáng đây, khi mà thầy Gojo hy sinh chính là để cậu làm nên kỳ tích và đem lại lợi thế cho phe chính diện. Bàn tay mới của Yuji là minh chứng cho thấy cậu đã sẵn sàng nghênh chiến với một kẻ hùng mạnh như Sukuna. Ngoài ra, một chú thuật sư mạnh mẽ khác cũng chưa xuất hiện, đó chính là Takaba. Thuật thức vượt ra ngoài định lý thông thường của anh có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều trước sức mạnh áp đảo từ Sukuna. À mà quên nữa, tuần sau thì chúng ta vẫn sẽ chưa có chép mới, nên là phải đợi 2 tuần thì mới có thể chứng kiến màn lột xác của Yuji cùng đồng đội đấy. Cũng rất là lâu rồi từ khi Yuji xuất hiện trên màn ảnh, và dù cho những nhân vật mạnh phải đột ngột đăng xuất trước vua nguyện hồn thì tác giả Gege cũng không nỡ lòng nào để nhân vật chính làm chúng ta thất vọng trong thời khắc quyết định này đâu nhỉ. Nhưng trận đấu sẽ vô cùng khó khăn khi mà giờ đây Sukuna đã dùng đến cơ thể khởi nguyên cùng với khả năng tối ưu hóa mọi thi triển thuật thức bằng kết ấn riêng của hắn. Không biết rằng cái kết của Jujutsu Kaisen có đi về phía tích cực hơn hay không, khi mà từng nhân vật bên phe chính diện đã phải lần lượt bỏ mạng.